Rồi mình chào toàn thể quý anh em gần xa nha. Thì hiện tại là 3 giờ rưỡi gần 4 giờ chiều. Thì mình đã hoàn thành nhiệm vụ, mình đã giao một chuyến hàng cho anh em ra Tô Châu và Phương Trang xong rồi. Thì 5 đơn của 5 anh em khách hàng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, mình giao xong hết rồi. Tại vì lúc này á, trong thời điểm này á, mình nhận giao qua chành xe cho anh em. Nói chung là khi anh em chốt mình vẫn nhận đơn anh em, với điều kiện là anh em phải chịu qua mùng 6 mình mới giao hàng được ha. Nếu như anh em nào ở những cái khu vực mà nó không có những cái nhà xe mà anh em cảm thấy bất tiện khi đi ra nhà xe nhận hàng thì anh em cứ việc yên tâm, mình chốt, em sẽ đóng gói hàng, em quăng lên cái kệ. Đó, em quăng lên cái kệ, em sẽ dọn cái khu vực đó em quăng lên cái kệ. Rồi sau đó đúng mùng 6 thì em giao hàng cho anh em khỏi phải lo. Đó. Thấy anh em. Ừ. Đây. Ông anh mình ở Đà Lạt ông gửi về nè, ông gửi về một cái máy nè, là sắp tới là mình sẽ chẻ ra mình làm lại cho ảnh toàn bộ nè. Đó. Thì video này á mình tiếp tục lên sóng với anh em một số phụ tùng quay thái rim thái hàng tuyển chọn đẹp. Đó, thì mong được anh em ủng hộ. Anh em ở khu vực nào báo với mình sẽ check có những cái nhà xe nào, chành xe nào, mình sẽ hỗ trợ giao tận nơi cho anh em. Đó, anh em yên tâm nha. Rồi, bây giờ mình xin đi vào chi tiết bán hàng. Đây, năm bill của năm anh em nha. Tổng cộng là 4 bill bên Tô Châu, 4 bill bên chành xe Tô Châu và 1 bill bên nhà xe Phương Trang. Đó, tất cả hàng của anh em là đi rồi nha. Rồi, ok, mình không có tiện quay cái thông tin người nhận cho anh em ha. Không có, cái này là nói chung thông tin của khách hàng, mình phải giữ cái thông tin của khách hàng. Chưa được sự cho phép của người ta, mình không có được đưa lên trên cái không gian mạng này. Đó, 4 bill Tô Châu, 1 bill Phương Trang. Mình hoàn thành nhiệm vụ anh em ha. Rồi, tiếp tục. Đó, anh em chốt rồi cứ anh em mình cứ chơi cái hình thức đó cho nó nhanh gọn lẹ xúc tích. Rồi bây giờ em có một số phụ tùng quay thái rim thái hàng tuyển chọn, em bán giá ok cho anh em xài mùa Tết luôn. Bây giờ ở đây em có một cái combo đèm, một cái combo lửa của rim, một cái combo IC mobile chớp sạc gờ le đề của rim thái. Thì cái combo này á là hàng mình tuyển đẹp cho anh em xài. Combo này á, mình bán cho anh em giá là 1.300.000, bao gồm những món như sau: IC rim thái, có bát treo IC đàng hoàng nha, 7 màu luôn, còn mực luôn nè, của nhà sản xuất nè, cục chớp nè, cục chớp của rim thái này nha anh em. Cái dắt là bao anh em, dắt nó còn vàng khè đẹp cực kỳ luôn nè, dắt IC là trắng tinh luôn nha anh em, không một miếng ra ten ra xét gì luôn nha, chữ nghĩa vẫn còn luôn nha. Đó, chữ nghĩa đúng IC rim thái luôn nha, chữ nghĩa còn nguyên luôn nha. Đó, dắt là bao đẹp cho anh em. IC bóng 7 không có bị trầy xước gì nha anh em nha. Bách treo 7 màu. IC với chớp. Mobin. Mobin rim thái nha. AAB. Tách FNL 504 CDI Thái Lan. Đó. Mobin rim thái ha, chấm mực còn luôn ha. Dây dắt zin chỉnh tề không cắt nối nha anh em. Hàng tuyển đẹp cho anh em chơi mà. Cái bát là 7 màu luôn. Đẹp căng đét luôn. Đó, thấy không? Cái cục mobile này á, khi mà mình nhận hàng á thì nó không có cái tẩu buri. Thì ở đây mình sẽ tặng luôn cho anh em một cái tẩu buri của rim thái. Đâu rồi? Đây. Tẩu buri của rim thái, hàng xé bịch Honda Thái Lan, hàng xé bịch của Thái Lan đàng hoàng, full hợp Thái Lan, NGK Thái Lan ha. Đó, cái này là cái tẩu buri của rim thái nha anh em, tẩu buri chính hãng đàng hoàng chứ không phải ba cái đồ sàm nách nha anh em. Đây, NGK nè, made in Thái Lan anh em thấy không, đồ xịn đàng hoàng, bao anh em xài luôn, nó bao anh em lội sông lội suối. Một combo bao gồm IC mobile chớp sạc gờ le đề, mình bán 1.300.000 cục sạc nè. Sạc này nó xài chung với sạc quay 110 luôn nha anh em. SH63 4A12 T5.4. Chấu chiếc đồ là trắng tinh. Hàng tuyển đẹp nha. Gờ le đề nè, gờ le đề thì nó xài chung với gờ le đề quay 110 chữ nghĩa còn luôn. Ôm rơm G4R H54. Cao su gờ le đề là đẹp, không tét, không nứt, không bể. Gờ le đề 7 màu. Ôm rơm mắt in sao băng ha anh em ha. Ôm rơm mắt in sao băng. Ôm rơm mắt in sao băng. Rồi. Combo IC mobile chớp sạc gờ le đề mình bán 1.300.000.
Tiếp theo nữa là cần thắng với cần số đi em Thái. Combo này mình bán cho anh em hai món này luôn, cần thắng với cần số luôn là 1 triệu, cần thắng với cần số luôn là 1 triệu. Hai món này bán cho anh em giá 1 triệu 4, cần thắng với cần số với đũa thắng luôn, cần số rim Thái, hàng tháo xe, xi là bao dữ nha anh em, này dính dấu tay mình nó hơi ố, nó hơi có vết vết chứ anh em, nói chung là rửa ra là cực kỳ đẹp, đúng rim Thái cộng dày cui này nha anh em, gai to này nha anh em, bao đỉnh nha, gai to tràn ra tới ngoài mép luôn. Không, số rim Thái ha, này anh em vô mấy chiếc súp be rim Thái gì cũng quýp hết trơn á, súp be đời đầu rồi đó, đó bao căng nha anh em, ngay thẳng không cong vênh nha, đó đầu tròn này nè thì nó có mòn nhẹ tí nha anh em, mình sẽ tặng cho anh em cục cao su cần số tồn luôn nha, có mòn nhẹ miếng rất là đẹp, gai đỉnh luôn nha, gai to nha anh em. Rồi cần thắng, cây cần thắng này là gọi là cực đỉnh luôn, cây cần thắng này giả dứ không chạy luôn nha anh em, giả dứ không chạy luôn đó, gai đẹp nhưng mà tiếc nổi là nó có cấn nhẹ đây chút xíu nè, cấn nhẹ cái gì, cái gì nói chung là tổng thể gai nhìn bén, còn bén đây có mòn nhẹ miếng ha, gai tràn viền nè, gai to nè đó, trên này là không cấn không gì, si đẹp cực kỳ nha. À, cần thắng cần số luôn, luôn đũa thắng luôn anh em, đúng rim Thái nha, 1 triệu 400 ngàn hai món. À, tiếp theo nữa còn được cây gắt máy của custom 100, con tán này chưa mở luôn nha anh em, cây gắt máy custom 100 theo xe nha, chống nghiêng là theo xe luôn, chống nghiêng còn đẹp, cao su còn đẹp luôn, ốc zin số 10 đó, có mòn nhẹ theo thời gian, chống nghiêng có sơn dặm nha, với cái cây gắt máy này có sơn dặm nha anh em, cây gắt máy này có sơn dặm nha, cái này anh em vô rim Thái rim lùng Thái là vô tư nha, rim Thái rim lùng Thái tùy anh em muốn vô gì vô đó, đây chưa mòn luôn, cao su zin luôn nha anh em, cao su zin luôn nha, về xài luôn nha đó, còn mềm dẻo đàng hoàng nha, phải độ sầm sàm nha anh em, cao su mềm dẻo luôn. Gác máy này mà luôn chống nghiêng như vậy nè, mình bán cho anh em giá là 750 ngàn, 750, ý xin lỗi anh em lộn nha, tàu lao báo giá khùng trời, cây gác máy này có chịu ngoài báo giá này chết luôn, lỗ chết luôn à, cây gác máy này bữa hổm kêu giá 1,5 triệu nè, lộn với cái cây chống đứng anh em, xàm thiệt, cây này bữa hổm kêu giá 1,5 triệu, rồi lỡ rồi bán cho anh em bán xả luôn 1 triệu, rồi 900, rồi lỡ rồi. Tiếp theo nữa mình có một cây ghi đông với cùm súp be đời cao, súp be 2011 2012 2010 đó, đó ghi đông cùm súp be, ghi đông luôn cầm công tắc luôn nha, tay thắng đồ zin, bao tay zin theo xe hết, bao tay này anh em vô rim Thái được nha, có luôn ổ khóa luôn zin luôn, chung cây ghi đông còn đẹp lắm, cùm công tắc luôn nha anh em, cái này là không có đứt nối đang xài bình thường nha. Súp be anh em vô tất cả các dòng rim luôn nha, trừ rim lùng ra là vô tất cả các dòng rim cao vô hết luôn, rim Thái súp be rim gì anh em vô hết cho em, đây nó dính nhựa, nhựa đường dơ nè đó, hoạt động full chức năng nha. Dây dắt chỉnh tề không có đứt nối gì hết nha, rồi cái này bán giá 900 ngàn anh em, không có đứt nối một miếng nào đâu nha anh em, dây dắt zin đẹp hết. 900 ngàn. Tiếp theo đến phụ tùng quay 110 thì món đầu tiên hai trái xá xị, trái xá xị 99 này nè thì 350, trái xá xị 2000 này thì 300, hai trái này là cái thun cái cao, cái thun mà ở bên này nè đa số nó bị răn nứt thì mình đã thay thun zin chính hãng ra Thái Lan cho em hết rồi, thun xịn đàng hoàng, cái co đúng ngay cái hướng bo que đàng hoàng nha đó, đúng zin chính hãng ra Thái Lan hết, một trái 2000 này còn trắng còn đẹp luôn nè, 300, cao su treo xá xị zin đẹp hết, ống bên đây đẹp luôn nha. Còn trái 99 này thì 350, bên đây cũng thay rồi cho anh em luôn nè, nói chung anh em mua về là xài thôi, khỏi suy nghĩ nhiều cho nó mệt. Trái 99 này thì có nồng sắt 350 nha, đẹp hết nha anh em, cổ bô 2543
Cổ bô quay 110 thái hàng mới anh em. Cắt ra từ cây bô 2543 nha. Cái này là những anh em mình kết nối những anh em dọn xe kiển á, dọn xe lên cổ titan rồi đó. Cổ này theo xe, cổ này hàng mới đúng đời 2000 nha, đúng với cổ bô 2000 nha, có chữ K nè. Đúng cổ bô 2000 nha, có chữ K nha anh em. Đó. À, nào anh em cổ bô mà quay 110 mà bô anh em đẹp mà gớt cổ là liên hệ em 450.000 cây. Rồi, tính giá mùa Tết cho anh em chơi 400.000. 400.000 một cây. À, tất cả những mặt hàng bên mình bán anh em mua hàng là chuyển khoản nha. Những đơn hàng trên 1 triệu mình bao ship, dưới 1 triệu phí anh em tự lo. Đùm đĩa quay 110. Phôi lấy phôi tồn sơn lại nha. Canh màu bạc chuẩn cho anh em chơi nha. Đây, phôi tồn đàng hoàng. Ừ, rất là đẹp. Cái phôi này thì miễn bàn đi, đẹp miễn bàn, mình bao anh em luôn, không có một tì vết nào đâu. Tại phôi nó đẹp mà, phôi tồn mà. Rồi, đùm đĩa này bán cho anh em 1.3 triệu một cái đi. Giao lưu với anh em mùa Tết nhanh gọn lẹ, 1.3 triệu một cái. Cái gân rất là đẹp nha anh em, không phải gân sầm sàm đâu à. Thấy không? Phôi là canh bao đẹp cho anh em vô màu nha. Anh em vô bạc 99-2000 thì đều đẹp hết. Chưa đóng bạc đạn ống chỉ, chưa một lần xài nha anh em. Chưa đóng bạc đạn ống chỉ, chưa xài nha. Đùm đĩa quay 110. Đĩa 5 lỗ. Anh em vô được quay ZX, phu chờ 1, quay 110 thái, 1.3 triệu một cái. Chó đèn quay 110 thái, đời cái chó này... mình đời 2000 nè. Cái chó này đời 2000 là chó cọp luôn nè, luôn bóng theo xe mà nó chưa ấy luôn nè. Bóng theo xe nè anh em. GZ nè. Nè, Stanley nè. 12V 35-30W nè. Nói chung cái bóng anh em cứ đè coi ở dưới cái chân này nè. Nó đóng 12V 35W mà có, nếu mà nó có chữ L ngay đây nè thì bóng mới, không có chữ L thì theo xe hoặc là tồn. Nó chỉ có hai cái đó thôi, nhưng mà bóng này đúng bóng theo xe. Bóng chưa đen luôn. Bao anh em là cực ngơm cực sáng nha, đi chung với cái chó theo xe nó là cọp nha. Thì anh em mua cái chó mình tặng luôn cái bóng luôn đó. Bóng còn đẹp nha, chứ không phải bóng sàm nha anh em, bóng theo xe cọp mà đó. Bao sáng bao gom. Chó này thì giá nó hơi mặn đó, nhưng mà có một cái nó cọp lắm, kể cả dưới này luôn là không đóng bận không gì luôn nha. Stanley AG6419 pha đèn quay 110 thái đời 2000 theo xe cọp, bao găng nứt các kiểu con đà điểu luôn, cho anh em coi thoải mái. Phát hiện găng nứt 1 đền 10. Cái chân là mình bao anh em là không có một miếng gì mà gọi là bị gom luôn nha anh em. Cái chân là không có một miếng gom luôn nha, thấy không? Mình kê sát vô luôn rồi anh em thấy không? Chớ biết một miếng gom chân nha. Thủy là cực quýp luôn. Thủy phải gọi dạng là cực đẹp. Cái chó này hơi mặn nha anh em. Mình bán cái chó này là 3 triệu. Nói chung là chó với bóng là 3 triệu. Bóng theo xe luôn nè. Bao anh em đi cực kỳ sáng. Tiền nào của nấy nha. Đó, tiền nào của nấy. Cháu là còn nguyên 100% nha. À, còn nguyên 100% không lỗi lầm. Ừ, đúng chó theo xe nè. Ừ, đúng chó theo xe này nha. Ba gạch là ngay cái rảnh nè. Anh em cứ coi ba gạch ngay cái rảnh trên này với ba gạch dưới. Ở đây không có chữ N2 nha. N2 là tồn đời cao nha anh em. Đó, mình báo anh em N2 tồn đời cao nha. Thái không đa, chó theo xe. Tầm này giờ cũng kiếm khó lắm, không có dễ kiếm một cái chó đẹp gì đâu. Để nhét cái bóng cho anh em coi thử nè. Ừ. Cái bóng nè, nó ngay trừ nè anh em thấy không? Nhìn nó không có lệch miếng nào nè. Đó. Thấy không? Bao sáng bao gom cho anh em nha. Chó này bán 3 triệu, bao không răng, không nứt, không bể, không lỗi, nói chung là chó cọp đó. Rồi, mình bán 3 triệu cái chó này, chó với bóng là 3 triệu. Bao đủ thứ. Ở đây mình có cái lồng quay 110 nè, lâu lâu có được cái lồng lẻ cọp nè, anh em chơi hú cái lồng này bán 2 triệu rưỡi nha. Đó. Anh em chơi lồng cọp hú em bán 2.5 triệu cái lồng này, ít tăng đa nha.
lại muốn cà phê tối ngày. Cái lồng anh em nhìn là anh em ghiền liền, lồng 2000 nó đẹp dữ dằn. 108cm khối KFML trừ 2, anh em nhìn ốc số 8 là anh em biết rồi. Màu gam nó còn luôn mà. Con ốc bánh xà lồng á. Lồng đẹp dữ lắm. Màu nhôm là tươi cực kỳ. Rất đẹp anh em. Nó có một cái nó dính cái con ốc, nó gãy con ốc bóc ếch lồng rồi, nhưng mà cái con ốc này nó có lú ra rất là dễ lấy anh em, nó lú ra ngoài. Nè, lú ra ngoài nó rất là dễ lấy, còn anh em nào muốn lấy mình lấy giùm luôn cho. Lồng green này nha anh em. Đó. Chưa nè anh em có thấy không? Đó, bởi vì mình nói anh em cái lồng 110 nó lợi hại dữ lắm. Cái mặt giỏng nó vô tới trong này luôn nè, thấy không? Lồng 110 nó lợi hại chỗ đó đó. Còn cái lồng ếch thái á, cái mặt giỏng nó nằm khúc ngoài nè, còn khúc trong này nó méo có. Nó ngộ vậy đó nè, nó có lồng 110 của mình anh em, có mặt võng nè, nó vô tới ngoài này luôn nè, thấy không, thấy ghê không. Lồng cọp nó khác cho anh em, lồng này cọp dữ lắm, thấy không, chung là cực đẹp nha anh em, không có một miếng đốm luôn nha anh em nha. Lồng này bán 2,5 triệu nè, cái trái anh em, còn cái trái bê tông nữa nè. Cái bê tông nó sọc muốn hết trái luôn, nó sọc từ trên xuống dưới luôn, thấy không, ngang nó sọc ngang cái vật ngang á, à vật ngang anh em mình đã không đó, tiền nào của nấy, ART nè, KFL nè. Em còn thèm vệ sinh cái đất nó, em để nguyên viên cho anh em nhìn luôn, anh em muốn vệ sinh em vệ sinh cho một khúc môi dây trắng tươi. Nói chung là bao anh em lên xe các kiểu, con đà điểu mình bán 2,5 triệu, cực kỳ bót nha, trái bót cho lắm. Rồi chào anh em nha.